Trong video này chúng ta sẽ test lại cái mạch bút dùng chip LTC 1781 để sạc cho laptop. Ở đây tôi có hai laptop ta sẽ test. Đầu tiên là laptop Asus mà chúng ta tháo pin ra. Ta thấy là cái laptop này không có pin. Thì cái adapter sạc của cái laptop này là điện áp vào là 19V. Vậy chúng ta sẽ cho cái mạch này boost lên 19V và chúng ta sẽ cắm vào cái đầu sạc của laptop. Thì laptop Asus, cái đầu sạc của nó trong bộ này. Đây là cái đầu sạc cỡ C, DC cỡ C ở trong laptop Asus. Đây chúng ta đang thử nghiệm trong trường hợp mà không gắn pin để xem nó có sạc lên để cho laptop được không đã. Sau đó chúng ta sẽ thử gắn pin vào để xem là cái mạch này nó có sạc được cho pin laptop không. Thường thì các cái pin laptop nó sẽ có một cái IC để xác định cái adapter chuẩn của hãng, và nếu mà adapter chuẩn thì nó mới cho sạc, còn không thì nó sẽ không cho phép sạc vào pin. Cắm thử thế này trước để cho tôi có hai cái patch 3 và patch 4 thì ở đây để chúng ta sẽ test cái patch 4, bởi vì cái điện áp của patch 4 nó sẽ khỏe hơn patch 3. Patch 3 tôi đóng các pin nó cũ quá rồi. Ta test với cả ốc Asus ở đây. Chỉnh cái điện áp là 19V. Đây điện áp ra là 19,1V. Sẽ thử nghiệm với bông này. Các bạn thấy là pin đã nhận. Đối với laptop Asus thì nó không có cảnh báo gì. Pin ở đây. Pin rời của laptop Asus đây. Nó không, hoàn toàn không cảnh báo gì. Và bây giờ nó đang boost lên. Đã thấy là nó đã sạc được kích, nó đã dùng được cho laptop mà không như là một cái adapter sạc gốc của nó không vấn đề gì. Đã thấy là mạch cái mạch boost này thì cái tính đã lên, ta dùng như là máy thông thường. Đây, đã lên. Đây có mật khẩu. Rồi. Điện áp vào là 13,3 và 19,12, thì ra 19,11V. Làm dạng. Với máy tính Asus thì không vấn đề gì cả trong những trường hợp mà nhận đầu vào. Bây giờ chúng ta sẽ thử lắp pin vào để xem nó có nhận sạc hay không. Tắt cái máy đi trước đã. Các bạn không nên lắp pin khi mà máy đang hoạt động. Thì trong thời gian chờ máy tắt, chúng ta sẽ thử đối với cả cái máy Dell. Thì cũng như cái máy Asus thì cái máy Dell này nó cũng dùng cái nguồn 19V. Đấy, chúng ta không phải chỉnh gì cả, chúng ta sẽ tháo pin cái máy đeo vào ra. Chúng ta thử xem là trong trường hợp không pin thì nó có nhận không. Hôm qua thì tôi đã thử với cả máy đeo này thì trong trường hợp mà có pin thì nó sẽ không sạc được pin, bởi vì cái mạch của máy đeo, mạch sạc pin của máy đeo nó khá là kén, phải đúng cái adapter sạc thì chúng ta mới nó mới cho nhận. Thì đối với máy đeo thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái chân cổng sạc khác. Thì chân cổng sạc máy đeo nó sẽ là cái chân này. Chúng ta sẽ gắn cho cái cổng sạc máy đeo. Máy đeo là không pin. Các bạn thấy là máy đeo cũng nhận nguồn, khởi động được. Chắc chắn là có thể có cảnh báo đây. À không cảnh báo. Đây rồi. Thường cái máy đeo nó có cái chip xác định cái adapter sạc. Vì vậy bạn cắm cái adapter sạc mà không đúng loại của máy đeo nó sẽ có cảnh báo này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thể dùng được. F1 để tiếp tục.
Anh thấy là máy chạy lên bình thường. Đèn laptop đang sáng. Cái patch 4 này thì tôi gắn với cả cái pin nó không được tốt cho lắm. Đây, máy đã lên. Thế là chúng ta có thể dùng như là một cái nguồn bình thường. Tất nhiên là trong trường hợp máy đèo nó sẽ có cảnh báo một chút. Báo thứ nhất là pin này. Pin ở đây. Đây, tắt đi rồi. Vậy cái mạch bút này chúng ta có thể chế tạo ra các cái bộ sạc cho laptop dùng như một cái nguồn ngoại. Tất nhiên là cái pin của bạn nó cần tốt một chút. Đây tôi dùng các cái pin cũ để đóng lại cho nên cái nguồn nó sẽ không được tốt cho lắm. Đây đây. Cái đầu vào của cái nguồn này nó hơi kém rồi. Còn 14,4. Thì bạn có thể sử dụng các cái pin cũ mà chất lượng tốt hơn như pin Panasonic này để đóng nguồn cho nó. Và bây giờ cái thử nghiệm cuối cùng của chúng ta đó là thử nghiệm ASUS kèm với cả patch pin xem nó có nhận sạc cho patch pin hay không. Sẽ đổi lại cái đầu của máy ASUS. Bạn thấy là đèn báo nguồn sạc với pin đã sáng. Như vậy là chúng ta có thể sạc với pin. Đây là sự khởi động máy lên. Đây là một máy tính mà sử dụng cái ổ cứng cũ cho nên là khởi động khá là lâu. Mười 19,2 vội. Đã chờ một chút cho máy tính khởi động. Khá là lâu đây. Thấy là nguồn này, ổ cứng này, power đều có lên đèn cả. Bạch pin. Ở đây là cái bạch pin các bạn. Bạch pin 4S. Đợi thì cuối cùng bỏ lên thì các bạn thấy là đây nó có nhận cả pin và cả nguồn và nó sạc được cho pin rồi. Biểu tượng icon ở dưới đấy. Thì cái máy ASUS này nó không kén cái laptop sạc lắm. Còn cái máy Dell thì nó kén hơn vì nó có chip quản lý nguồn điện. Với vách pin này thì bạn có thể với cái mạch boost này bạn có thể chế được các cái bộ sạc cho laptop khá là tiện, tận dụng các cái nguồn pin cũ. Tất nhiên pin của bạn phải đủ tốt. Pin tôi bây giờ đang khá là yếu rồi, đầu ra hơi nhấp nháy. Bởi vì cái công suất tôi lắp từ các cái pin cell pin mà chất lượng rất kém, nhưng công suất nó không cao. Máy Sơn, các bạn theo dõi.